Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bầy mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Thật hiếm khi nào cả tính văn học lẫn hội họa lại đan xen vào nhau hài hòa như trong chữ xưa của họa sĩ Lê Chí Dũng. Tuy được biết đến là người đã thổi hồn cho ngựa Việt, thế nhưng phải nói rằng nét đặc trưng không thể thiếu mỗi dịp xuân về đã được lột tả rất tết, rất thân thương trong tác phẩm. Giữa đất trời đào phai bừng nở, hình ảnh người xưa năm cũ vẫn luôn hiện hữu ở khăn đóng, áo dài thâm, quần trúc bầu trắng và tròm râu bạc phất phơ cốt cách trải chiếu cho chữ người đời. Ông đồ và thú chơi chữ không còn đơn thuần là truyền trao nghệ thuật thư pháp, mà trong tranh toát lên một không khí trân trọng chữ nghĩa thánh hiền. Và đó là tài năng của Lê Chí Dũng với chữ xưa.